Xin chào các bạn. Mỗi khi lên TV, MC hay khách mời thường chuẩn bị rất kỹ càng, từ lời ăn tiếng nói đến trang phục, sao cho đẹp nhất trong mắt người xem. Tuy nhiên, nhiều lúc họ lại làm ra hành động không thể giải thích nổi. Nó kỳ lạ và rất đáng sợ. Cụ thể những hành động đó là gì? Các bạn hãy cùng Thế Giới Hôm Nay khám phá trong video này. 35 hành động ối rồi ối nhất trên TV. Rồi, tới công chuyện này. Được idol mời lên sân khấu giao lưu và còn được trao cho một cái ôm tình cảm. Điều bất ngờ là cô gái tự dưng giống như robot bị lag, bị giật liên tục, khiến cả trường quay hoang mang, không hiểu điều gì đang xảy ra. Hiểu kiểu gì? Sao mà đỡ được? Trong buổi biểu diễn âm nhạc, không hiểu bộ phận âm thanh ánh sáng có ý gì mà phun lửa như muốn thui luôn ca sĩ. May mắn ca sĩ chỉ khét tí chứ không sao. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, trời ơi, thôi. Tham gia chương trình giao lưu, các khách mời cùng nhau nhảy múa theo nhạc. Nhưng bất ngờ có thứ gì đó rất lạ rơi ra từ người phụ nữ. Bạn nào biết đó là gì thì comment nhé. Ôi trời ơi. Bút quảng cáo gạch men lên truyền hình Brazil và mời kiếm sĩ Nhật Bản thử độ bền của gạch. Nhưng vị kiếm sĩ lại diễn sai kịch bản, ra đòn quá mạnh, khiến gạch bể tan tành. Rồi, mày xong rồi. Và sau đó là màn trả thù của giám đốc bên công ty gạch. Xin vĩnh biệt cô. Chuyên gia rượu vang hướng dẫn MC cách mở chai rượu vang bằng con dao. Và nữ MC đã thực hiện, cái kết thì đi luôn chai rượu. Okay, well, now just kind of give a couple of swift motions. One. Hold it on an angle. And unbelievable. Niệm luôn rồi. Chàng trai thể hiện màn cầu hôn nữ MC nhưng bị từ chối ngay trên sóng truyền hình. A few moments later. Sau đó, anh chàng quen cô gái khác và lên sóng trả đũa nữ MC, khiến người xem truyền hình cũng hả giận. Đang ghi hình trực tiếp, nam phóng viên Hàn Quốc bị xịt keo đứng hình. Cái gì vậy bà nội? Khi liên tục bị các cô gái cưỡng hôn. Sao mà đỡ được? Dạ. Sao mà đỡ được? Tao lấy bay cả đốt. Đang ghi hình, cô gái phóng viên bị các tài xế tròn khi liên tục bấm còi xe. While they were removing route 2, round WBRZ, team 2 traffic. 2020. Oh my God! Well, DOT. Khi chồng ly của mình bị đổ ngã, chàng trai đã giơ chân đá một cái ly, mà không ngờ hành động này cũng đã phá tan thành tích của cô gái. Một chính trị gia đang phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình, nhưng chắc do quên chốt khóa cửa nên hai đứa con của ông đã lần lượt lọt vào khung hình, và hành động của bà mẹ lúc đó mới khiến nhiều người bất ngờ. Ôi giời ơi. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited. Nam phóng viên đang nói về sự nguy hiểm khi đi trên dòng sông Bang, thì ngay lập tức các xe ô tô của anh ta đã chứng minh một cách chân thật. Rồi, tới công chuyện này. Nữ phóng viên làm mẫu hướng dẫn cho các bạn trẻ chơi trò trượt xuống dốc trong mùa đông. Quá trình trượt thì rất ổn áp, nhưng cái kết khá đau. Mang biểu diễn chuẩn bị kết thúc thì kiếp nạn thứ 82 của cậu bé xuất hiện vì chiếc quần phản chủ. Chạy xe đạp lên sân khấu cho ngầu, người đàn không quên thể hiện skill để ngầu hơn, rồi nhận về cái kết cả phim trường hết đỡ. Mãi tập trung vào việc dẫn chương trình, nữ MC thậm chí còn không hay biết chiếc áo mình mặc bị tuột lúc nào. Cô gái ăn diện trai đẹp để ghi điểm với khán giả khi quay podcast. Nhưng mọi người lại có được trận cười khi bộ tóc giả của cô tự dưng rơi ra. But your life does not. Oh my God. Your life does not. Oh my God. We're gonna get this, nigga. I couldn't even reach it, bro. This is this is beyond embarrassing. So tài vẽ hình cùng nhau, nhưng không biết người phụ nữ vẽ gì mà xem xong ai cũng sợ hãi. Có bạn nào nhìn ra được nó là đồ vật gì thì comment bên dưới phần bình luận nhé. Oh, what do you do? What do you do? Oh, no, there's no erasing is the thing. Oh, that's amazing. Let's. That's so good. Oh, it just got so much worse. Oh. Người đàn ông đang trả lời phỏng vấn báo chí thì bỗng dưng không biết từ đâu một cái bọc ni lông bay tới đám ngay mặt ông ấy. Kiểu gì? Đang tường thuật trực tiếp cảnh kích hoạt chất nổ để đánh sập tòa nhà thì một chiếc xe buýt Mata bất ngờ dừng lại ngay trước máy quay. Sau đó công ty Mata phải gửi lời xin lỗi đài truyền hình và người dân. Chàng trai quảng cáo về độ bền của TV và khẳng định chắc nịch là bao đấm. Người đàn ông thấy vậy, liền test thử và cam kết hết hôn. Sao mà đỡ được? Dạ. Sao mà đỡ được? Người đàn ông đã chào MC chương trình bằng một cái ôm. Nó thân thiết đến mức khiến nữ MC phải ngượng ngùng. Ôi trời ơi! Đang dẫn chương trình dự báo thời tiết, không biết vì lý do gì mà nữ MC lại ngã chỏng gọng ngay trên sóng. Trong khi ghi hình, nữ phóng viên và đồng nghiệp đùa giỡn giả vờ ném tuyết, nhưng ai ngờ trúng thật. Đang phản ánh vấn đề trên bãi biển, anh chàng phóng viên cũng như toàn bộ ekip đã phải sốc trước hành động đáng sợ của con chó. Certainly not out of the woods when it comes to that. But today it's going to be sunny and 28 in Sydney. Not on camera, mate. Let's go to the weather forecast. Làm phóng sự về tình trạng sụt lún của con đường tạo thành hố sâu, anh chàng phóng viên không ngờ mình được trải nghiệm thực tế độ sâu của cái hố. Người xem trực tiếp trận đấu bóng đá đã phải xoắn não trước màn móc sợi dây rắc gì và này nọ của người đàn ông. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Hành động của người nào trong video theo bạn là khó giải thích và đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.